Hello, xin kính chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình rất là vui mọi người ơi. Hôm nay thì mình bây giờ là 8:10, chuẩn bị là 8:30 hoặc là 8:40 mình sẽ đi ra tới sân bay. Thì hôm nay là em gái mình cũng như là ba mình sẽ về Việt Nam nha mọi người nha. Thì từ bữa tới giờ thì quyết định là dành cho cả nhà mình một sự bất ngờ, nên là không có chia sẻ lên trên YouTube. Thì hôm nay là để một cái bất ngờ cho cả gia đình mình cho vui. Thì chuyến này ba mình và Ngọc về, còn mẹ mình thì ở lại vì Chay đã vào học, nên là mẹ mình sẽ chuyến sau sẽ về. Còn ông nội thì bây giờ ông nội nhớ hai đứa nhỏ quá rồi, nên là ông nội muốn về chơi với hai đứa nhỏ. Ngọc thì về chuyến này để mà đó, chuẩn bị, bây giờ gia đình chuẩn bị sẵn sàng để chuẩn bị nè. Ngọc thì về có một số công việc mọi người, nên là về chuyến này về một tháng đó, nên là để coi hai anh em mình sẽ làm video chia sẻ với ông bà cô chú nha. Còn bây giờ á thì hôm nay là khi về á thì mình hỏi là Ngọc với ba là thích ăn cái món gì để mình mua, mình về đeo về để cho ba mình với Ngọc ăn. Thì Ngọc là thích cái món là gà, gỏi gà. Mà cái chỗ này á thì cũng hay ăn lắm. Đó, nay có Tùng tự tin từ ở dưới Long An lên luôn nè. Tại vì nhà mình bây giờ bữa mình nó bán đó, nhưng mà mình chuyến này mình sửa thì cũng là một trong những cái lý do nguyên nhân này Ngọc muốn về đó. Đó, thì mình sẽ sửa. Thì cái... hôm nay thì Ngân không có nấu ăn cả nhà, tại vì công việc thì cứ tiếp tục rồi buổi chiều lu bu nữa. Với lại là Ngọc nó muốn ăn cái này. Nấu cái này thì không ấy, nhưng mà chỗ này Ngân đặt hoài mấy lần trước, đặt cúng nó cũng rất là ngon. Ngọc rất là thích cái món gỏi gà. Gỏi gà này gà dạng như gà dai, mà gà của miền Trung Tam Kỳ đó mọi người. Thì ở đây hôm nay thì không có người nhiều người đâu, nhưng mà mình mua hai con, hai phần gạo gỏi, hai phần cháo. Nhiều khi về cái ba cặp cái chú hàng xóm nữa. Mấy anh em chú cháu hàng xóm nữa ngồi làm nông bia rồi đó thì mình ăn luôn. Đó. Giờ là hai chồng nó là cho hai đứa nhỏ là mới nãy là đi sinh rồi học bài rồi xong rồi. Đó, buổi tối là cho con cái học bài. Rồi bắt đầu cái mình dọn này sẵn đi. Đúng rồi, về là mình bưng ra liền. Lát ba về cái người thăm cháu lại nóng cái ăn cái là vui cả nhà. Mới là phải trộn lại đi con. Ừ, gọi lát nữa chị mới trộn. Giờ trộn nó ra nước. Tại cái này chị làm sẵn luôn cho mọi người coi, làm video luôn. Hôm nay hai chồng lại tiếp tục vui như hai đứa trẻ. Đó là mình rất là tiếc mọi người, rất là tiếc, rất là buồn khi mà mẹ không có về. Mà mẹ thì cũng... Ô, sao con này nó khác màu hả? Con này nhiều nghệ hơn nè. Không biết. Mẹ thì nói chung là mẹ cũng rất là muốn về, nhưng mà mẹ về á cũng được chứ phải không được mọi người, tại vì thì huynh nó lại lo chay cũng được á, nhưng mà mẹ về một tháng mẹ không muốn. Mẹ về một tháng mẹ không muốn, mẹ nói là thôi để hè chay nó nghỉ học mà mẹ về 2-3 tháng giống như 9 giờ rồi á thì về nó vui hơn, cộng như là ở với mấy đứa nhỏ này nó đã hơn. Chứ còn bây giờ về một tháng là mẹ rất là tội nghiệp hai đứa này, cũng như là chơi nó ít quá nên là không có thích. Nên thôi mẹ chấp nhận mẹ ở lại thêm vài tháng nữa đi. Thì sẽ đi đây, có bà cô chú con ai làm video với ba mẹ nè. Đi về sau. Đó. Ai ta? Là tháng này chuẩn bị là vui nữa rồi, nhưng mà vui cũng không phải đầy đủ gia đình như đợt trước mọi người. Đợt trước thì đầy đủ hết tất cả mọi người luôn, đi chơi đồ vui. Đợt trước là đúng nghĩa là ba mẹ về là sau cái kỳ dịch nó quá dài, gia đình con nó sum họp. Còn đợt này về là vì Ngọc có công việc ở Việt Nam nữa mọi người. Một công việc sửa chữa nhà sắp tới, xây dựng nhà sắp tới, thì nói chung là cũng có rất là nhiều công việc để mà phải hai anh em phải nhúng tay vào. Thì có ba về nữa để phụ cúng kiến để coi giùm mình nữa. Đó, nên là được lên rồi. Rất là ấy. Thôi bây giờ là chiều ông nội rất là háo hức rồi, chiều ông nội là từ Nhật là hồi 3:30 chiều ở đây á, là ông nội là ra đáp xuống Nhật rồi, ông nội gọi về rồi hỏi mấy đứa nhỏ về chưa rồi hả, này kia khác nọ, rồi bắt đầu 5 tiếng nữa là ba về tới rồi, là này kia, rất là háo hức luôn, rất là nôn nóng. Nên là bây giờ mình chuẩn bị này xong, gọn ghẽ xong là bắt đầu khoảng đợi tới khoảng 8:30, tại vì mình canh giờ đó khoảng 9 giờ hơn tí xíu là chúng ta sẽ đáp, thì còn mình thủ tục hải quan hành lý các thứ nữa, mà ra sớm quá thì cũng ngồi đó cũng không làm gì hết mọi người. Nên là thôi mình cứ ngồi đây nói chuyện với cả nhà, cũng như là lo hết cái này xong, mình để xong cái này mình nói
mình gọi cho mẹ nói chuyện chút. Mẹ thì cũng chống vắng đó, về cũng chống vắng. Nhiều khi á, lúc mà ba với Ngọc đi ra ngoài sân bay á thì mẹ cũng không có buồn dữ. Mà thấy cảnh vậy cái tự nhớ hai đứa nhỏ. Ờ đó, vậy đó, về nhà cũng buồn, nghĩ tới cảnh gì Việt Nam rồi đó. Mình thật sự cái này là lúc này mình cũng bất ngờ mọi người, khi mà về mà nghe mà ba với Ngọc về mình cũng bất ngờ, thật sự mình cũng không biết luôn. Ngọc nó cũng làm này kia xong, nó mua vé xong rồi mới thông báo cho chị, cho Ngân trước. Rồi hôm sau Ngân mới nói mình mới biết ấy, chứ thật chật là mình cũng không biết là mình cũng còn bản thân mình còn bất ngờ. Đó. Nên là hôm nay là mình nghĩ là cái video này sẽ cũng là rất là nhiều cô chú anh chị trong kênh, hai kênh sẽ rất là bất ngờ. Thì kênh Ngọc cũng không có chia sẻ. Đó. Ngọc về đợt này là không có nói với mọi người luôn. Không nói với ai hết trơn á. Không có nói ai hết trơn. Chủ yếu là dạng như là bất ngờ cho vui vậy mà. Rồi ra mà bọc thực phẩm xong này kia nọ xong, bắt đầu là mình chuẩn bị ra sân bay mọi người ha. Lát nữa ra gặp mọi người ngoài sân bay xem hai đứa con mình, quan trọng nhất đó là thằng Bali và thằng Vincent, nó sẽ thích, vui như thế nào. Rồi ông bà cô chú sẽ rất là chờ đợi cái cảnh này. Cả nhà biết từ lúc mà biết ông nội sẽ về hả, ngày nào đi đó cũng hỏi mẹ ông nội về Việt Nam chưa. Tội lắm cả nhà. Hỏi là tối nay là Bali nha, đặc biệt Bali hỏi tối nay con ngủ với ai, là nó đã xung phong, nó ngủ với ông nội rồi, con ngủ với ông nội. Nó hỏi tại sao ngủ với ông nội, nó nói là vì ông nội ngủ mình tội nghiệp. Bây giờ mình lên mình hỏi nó cho mọi người coi nha. Bali ơi. Bali. Nè chào ông bà cô chú nè. Chào ông bà cô chú. Nè con nhìn ông bà cô chú, con nói là tối nay con ngủ với ai? Ông nội. Nói đàng hoàng. Ngủ với ông nội. Tại sao con ngủ với ông nội mà? Con thích ngủ với ông nội. Vì sao? Con thích ngủ với nội. Thích ngủ với ông nội hả? Ừ. Bên trên nè. Xin chào bà cô chú nè. Chào ông bà chú, hôm nay làm mày, mai con đi đón ông nội. Chuẩn bị con đi đón ông nội chứ hơn ngày mai. Chuẩn bị con đi đón ông nội. Tối nay con ngủ với ai? Ngủ ba mẹ. Riêng cái thằng Xin này là ngủ với ba mẹ, còn thằng Ba Ly là trung thành với ông nội, nó là tuyệt đối luôn. Bởi ông thương nó dữ lắm mọi người ơi. Rồi ok, một lát nữa gặp lại cô bà cô chú, ông bà cô chú nha. Con chuẩn bị được. Con chuẩn bị được cái trò chơi đá banh để mà ông nội về chơi con. À vậy hả? Rồi đâu giường gối chuẩn bị sạch sẽ. Bà hai cái bánh. Đâu giường gối chuẩn bị sạch sẽ cho mẹ con ơi. Rồi. Ai xếp đó? Mẹ con. À mẹ với con hả? Xếp gọn gàng rồi, có xếp cái ghế mặt sau cho nội chưa? Coi có chưa? Thì có. Có luôn rồi, sẵn sàng. Mẹ ngoài cái trước đi. Hiện tại mình đã có mặt tại sân bay rồi mọi người. Chuyến bay của Ngọc và ba mình đã hạ cánh rồi. Thì Ngọc đi chuyến của hãng Anna từ Nhật Bản. Đó. Xuống rồi 8:30 rồi mọi người. Đó. Anna Toyota Hakeda nè, Haneda nè. Đó. 891 hạ cánh rồi. Đó Anna đó, rồi có chuyến đó. Narita thì hôm 2:15 thì không biết mà Ngọc đi chuyến nào. Đó. Nhưng mà nếu mà đi hãng Anna thì ở Tokyo thì hãng đó rồi. Đó, bây giờ sân bay thì nó rất là vắng mọi người. Mùa này thì không, mọi người về ít. Rất là vắng. Ông nội về về trao đi. Có gì không? Có. Đâu ông nhìn cho hỏi đó, ông nội sao? Đó ông nội, con chờ ông nội này nhất đấy. Không chờ ông nội nha. Ai chờ ông nội, ai ông nội, vô đây đây. Con. Con hương nội lắm mà. Con hương nội lắm mà chú. Má, con hương nội lắm bà cô chú bạn. Con để con ăn thích. Mua cái ngò ra đợi gót kem luôn. Thôi con đi đó ông nội. Đó, ông nội với ai nữa? Mẹ Ngọc với bà Điều Quyên. Không, có mẹ Ngọc thôi, không có bà Điều Quyên. Có mẹ Ngọc không à? Ô, đổ. Có em trai không? Em trai không có luôn, em trai ở nhà rồi. Sao em biết không vậy ba? Mẹ Ngọc, có mẹ Ngọc với ông nội thôi, hai người thôi. Ba, sao rồi không bà Điều Quyên không đi? Ba Quyên ở nhà mất con em trai, chở em trai đi học. Giống như ba chở em con đi học vậy đó. Đúng không? Hạ
cánh rồi mọi người. À, đợi thôi. Nhưng mà mọi người thấy không, trong bài này nó phải bắn luôn, giờ này mới quá lâu cũng sao. Quá lâu. 9:30 rồi mà hơi bây giờ là vắng lắm. Không sân bay mùa này là vắng chứ không có gì. Mà cái này ba. Lý Giang làm gì vậy? Cười nãy giờ từ nãy giờ. Thôi vậy. Nôn, hai đứa nó nôn từ trên xe luôn đó dạ. Ơi. Sao nói mà cô chú á, nó mà cô chú ơi sao? Mẹ ơi mẹ. Hả? Rồi. Con mừng không? Chúc gặp ông nội thì phải sao ta? Chào ông nội. Chào rồi làm sao nữa? Rồi hôn ông nội biết nào không? Dạ có, chứ có xe cảm sát. Đúng rồi. Rồi ông nội phải chào ông nội hả? Dạ. Chào sao? Chào ông nội. Chào kiểu sao? Nói ông nội sao? Nói ông nội sao? Nói ông nội sao? Xe cảm sát này đi cúng đi bắt đi chợ đúng không? Đúng. Nhưng mà còn ông nội thì nói sao với ông nội nè? Chào ông nội. Chào ông nội rồi nói sao nữa? Có ôm ông nội không? Con hung rồi sao nữa? Ôm nội. Ôm nội rồi nói gì nữa? Con nhớ cái nội. Ai còn nhớ ông nội? Đây, tên này, tên này. Bước xuống, bước xuống, bước xuống, bước xuống. Ủa, chứ không bước xuống thì... Bước xuống mà ông nội. Ủa sao sao Ly, sao Ly? Vui không, vui không? Vậy hả, chuẩn bị đồ chơi hả? Ok. Rồi đẩy ra, đẩy ra. Đâu Ly, 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 vô không Ly? Ly ơi, vui không? Để đâu, cũng lẹ chứ. Từ 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 từ. Bây giờ để một xe, đẩy một xe xuống cho ông Tùng nó đi taxi đi. Rồi mình đẩy xe qua kia. Ờ lẹ mà. Cũng 10 giờ. Ủa Tùng, xuống dưới kia, taxi dưới kia. Rồi đẩy xuống đây. Đẩy xuống đây. Không vậy được rồi, đây đây đây, chúng ta chúng ta đây ủa Tùng nó không đẩy xe giùm trời. Thôi em đẩy luôn đi, lên làm việc video. Chính chị Loan hả? Loan mới gọi hả? Qua chưa, chị qua hả? Trời ơi. Rồi một xe đi, đưa tiền đó. Cái vỏ đó đưa cái vỏ lại Tùng ơi. Để cái vỏ qua xe anh Bảo đi. Ngân 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 ngân. Em để Tùng tự đẩy đi. Đưa cái vỏ đó ra để ra quên á. Sao không hỏi mẹ nhập tiền đó, đem kia để anh Bảo chạy xe nè nè, rút rút 500 đi sao. Ừ sao rồi, qua đây đi, qua đây về miết rồi mà. Rồi về chính vô hẳn luôn nha. Để cái gì con gọi chuyện chính, ai chính gọi chuyện chính cái đi. Chính gọi chuyện chính cái nha. Trời ơi nó mừng quá trời mừng luôn cô chú ơi. Ly mừng không Ly? Hả? Có không? Sao? Đợi ông cầm quay phim đi nghe. Ra qua lấy xe. Trời ông nội đổ mồ hôi quá trời nè. Tối nay ngủ. Tối ê. Vô, nguy hiểm. Nè đây nè, đây nè, tối nay ngủ với ai? Ông nội. Nó ngủ với ông nội. Con ngủ với nội. Đúng rồi. Không gì cho ông nội nói, không phải bậy. Mẹ Ngọc về có mình nên là tối nay mẹ Ngọc ngủ với ông nội. Không. Đúng không? Mẹ Ngọc về có mình thôi, không để mày để mẹ Ngọc ngủ một mình. Ba. Nó vâng mấy cái bàn chơi bi dắt lắc á để phần ba nó để cho ông nội về chơi.
Dạ ông nội về chơi với con hả? Dạ. Chuẩn bị hơn rồi. Cái gì chuẩn bị bao nhiêu đó? Đó không? Vinh Sành bữa nay ốm nè. Ba Ly thì hãy lớn được chút xíu. Con chay bây giờ gặp lại nó lớn lắm. Con chay á giờ nó lớn lắm. Lớn ngộ không? Mới có 2 tháng mấy, 3 tháng chứ mấy theo. Lẹ ha, mới đây 3 tháng trời rồi lẹ dễ sợ. Không, lên xe đi, lên xe đi. Lên xe đi, ổn định đi, đang đứng đây nè. Ôi, con chay nó khóc. Móc miếu máu luôn, tội lắm. Biết về á. Sáng dậy ôm con, hung con. Hai em. À, cảm ơn em nha. Ừ. Chính đi xem đây với người ta mà. Chính đi rước liên tục luôn á. Rước miết ăn cái miết rồi. Rước đi kèo không à. 3 tháng này đi rước miết luôn. Đi kèo sao vậy cậu thích nhất. Rồi, lên xe. Có điện thoại rung nè. Ừ, sao điện thoại, cái điện thoại làm ăn nó rung miết vậy đó. Tâm mua hàng á. À, Tâm nhút nhát nè. Gì chứ vì sao nhà chính ở Sài Gòn á, nên là hả có người về là chính dễ ra lắm. Chính sát bên nữa, chính đi cái tạc cái về tới liền. Cái gì kia ở Bình Dương đồ này kia xa quá nên ngập đó thôi. Lần này con về thôi, khỏi đi rước con chi mất công. Con khuya rồi, cũng 11 giờ rồi, không để giờ về rước cái rồi. Là ấy. Rồi về nhà con ha. Rồi ok. Con ngồi bên này nè. Ngồi ngồi ha, đi ngồi bên kia đi. Rồi. À. Xe đẹp không? Ông nội coi xe đẹp không? Dạ, quá trời rồi, phải con. Dạ, có màu xanh dương mà. Ai là người hạnh phúc nhất? Giơ tay lên. Ủa, dạ con. Lý do sao hạnh phúc? Sao hạnh phúc ta? Tại vì có ông nội giờ rồi à con, giờ có mày Ngọc nữa. Mày khôn quá, mày khôn quá. Có tốt mày Ngọc nữa là khôn quá. Còn nhớ mày Ngọc à. Còn thằng này là không có đây. Có không con? Có ai về? Có ai về? Có ai về? Với ai nữa? Mẹ Ngọc. Ờ trời ơi. Thiếu ai ta? Cái cây với bà nội với Buddy Win. À. Buồn không? Vinh Sinh quá trời. Vinh Sinh này học lớp 1 rồi phải không? Dạ đúng. Mấy? Nói chị mẹ nha. 1, 2, 4 học giỏi lắm mà. Ba Ly học lớp mấy? Lớp 2. Ba Ly học lớp 1 mà. Ba Ly học lớp 2 mà học hơn anh hai con ha. Không nội hung cái, hung cháu nội yêu thương cái ơi. Ui trời ơi. Quá trời luôn rồi. Phải không? Nó điện thoại em á. Rung ngập á mà nó ù ù cái xe. Rung ngập á. Rung dữ nè. Rung quá trời luôn, kêu quá chừng luôn. Em không phải điện thoại rung. Đúng không nè. Nói á, anh qua nói chuyện với ông. Tại nhắc luôn á. À. Đó là nói. Nói chị bà nội sao. Ồ, đừng hát, đừng hát. À, con hỏi bà nội. Rồi ok, giờ nghe nè. Rồi giờ nói lại không nghe gì hết. Bà nội đừng có buồn. Mai con đón ba liền á, bà nội chơi cho. Đừng có buồn nha bà nội. Giờ con đón ông nội với mẹ Ngọc trước rồi. Ừ đúng rồi, giờ bà nội yên tâm rồi đó. Con đón được ông nội với mẹ Ngọc đó là bà nội mà yên tâm. Mà mẹ nói nè, giờ về Việt Nam ai chăm sóc ông nội? Con Con hả? Chăm sóc nội sao vậy ông nội, chút nữa không uống bia. Nói sao cho bà nội yên tâm này, giờ về Việt Nam uống bia đó. 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 Bia Bình xin mới chưa đi chăm sóc mẹ Ngọc nữa nha. Thì tối nay lên ngủ mẹ Ngọc nha. Ai chăm sóc mẹ Ngọc đâu? Không ngủ mẹ Ngọc không? Chăm sóc mẹ Ngọc khi xong. Thì làm sao giờ mẹ Ngọc cần gì vậy? Ơ mẹ Ngọc ngủ nha. Không. Chăm sóc mẹ Ngọc là chăm sóc mẹ Ngọc ở trong phòng ông nội. À, nghe bà nội hỏi nè, có dọn phòng cho ông nội với mẹ Ngọc xong chưa? Dạ rồi. Ai dọn? Con với mẹ luôn. Là tối á, là nghe là nội phân công nè, tối á là ba Ly á ngủ với ông nội, còn Minh Sình á thì lên ngủ với mẹ Ngọc nha, để mẹ Ngọc buồn nha. Đâu ngủ mẹ. Tuấn ở giữa bên cục trời. Tại vì con sói thì con sống ngủ mẹ.
Để lo trời. Lo cho mẹ Ngọc xong rồi con ngủ thuốc ngủ mẹ. Đúng rồi, trời. Mà con chăm sóc mẹ Ngọc gì đâu. Nhưng mà mẹ Ngọc về buồn mua, lắm. Mua gì cho mẹ Ngọc ăn không? Sáng mua gì cho mẹ Ngọc ăn giờ ta? Cho mẹ Ngọc ăn gì? Mẹ không mua gì đâu, đâu ấy gì đâu. Nhưng mà sáng mai nè, sáng mai nè. Sáng mai dẫn mẹ Ngọc đi ăn giờ. Có dẫn mèo đi ăn nhà không? Ăn sáng một sườn. Ăn cơm sườn. Rồi gì nữa? À, bác. Uống ngọt. Uống ngọt ra hả? Uống cà phê. Mẹ Ngọc về là dẫn mẹ Ngọc đi ăn sáng cơm sườn. Mà có dẫn mẹ Ngọc đi ăn nhà hàng không? Dạ có. Dạ có. Tiền không? Có tiền không? Dạ có. Có ha. Dạ chưa. À chưa. Dạ, chưa. Mẹ Ngọc có tiền này. Chưa. Thế đó giờ ngồi nó kẹp nách rồi đó. Không có tiền thì làm sao mà giờ ngồi nó kẹp nách rồi đó. Mượn tiền làm việc hả? Mượn tiền làm việc có để mua đồ. Thôi hỏi hỏi thăm em trai coi con. Hỏi thăm em trai sao? Nói mẹ Ngọc bà nội sao? Em hỏi mẹ hỏi mẹ bà nội coi em mẹ Ngọc về Việt Nam em trai có buồn không? Bà nội ơi. Mẹ về Việt Nam của con ấy trai có buồn không? Buồn lắm em trai, chút cái nói con nhớ mẹ. Dạ con nhớ hai đó anh. Được về gặp anh hai với ba Ly. Con thì nhớ mẹ. Đó, thấy chưa? Rồi con nhắn em trai sao? Con nhắn em trai sao? Rồi bà ngoại, rồi bà nội mới nói là em trai gắn Ngọc đi chừng nào nghỉ hè thì bà ngoại với mẹ Ngọc với ba đừng quên dẫn em trai về chơi với hai anh. Bà nội hãy nói gì thế này nè. Là mẹ Ngọc qua chứ ngài đó. Là ngày mai á là em chơi với bà nội với ba thì quên á giờ về với con vậy con về Mỹ á bà nội nói như chơi đó á mà nói như nè mai mốt con mua quà gì cho em nghe ý nó nói là bà nội nội nói em chơi là ngày mai á là bà nội với em chơi với ba thì quên Việt Nam con ý nó là vậy đó nói em chơi phải giữ gìn sức khỏe bà nội nói em chơi giữ gìn sức khỏe đừng có bơi hơi không gỡ nữa hai mai mốt về bà hỏi mua quà em chơi sẽ giữ con gì cám con luôn với bà nội mày quên luôn nhớ em nhiều bà nội nói đó rồi để bà nội sẽ nói với em trai như vậy nhưng mà giờ là em trai phải cố gắng học cho giỏi nha bà nội nói như vậy á đó anh ơi cũng buồn ý trai lắm buồn dữ gì buồn dữ gì ai cũng buồn vì em trai không có về chơi với anh hai á đúng không hả anh cũng buồn vì em trai đó à xiết á đáng làm anh hai luôn đáng đồng tiền bát gạo luôn á. Nói đi, anh hai sẽ chăm chút mẹ Ngọc với bà ông nội nha. Ha, em yên tâm đúng không? Dạ. Dạ, thấy ông kia, nghe ông kia, có ông nội là ông già. Dạ. Bữa nay con có coi xiếc không? Dạ. Ông kia già ấm rồi. Đứng đáng luôn. Còn anh ba làm sao? Nói anh ba nói chuyện bà nội sao? Anh ba nhắn nhủ gì không? Anh ba nói chuyện bà nội sao? Nói bà nội, bà nội giữ giả lại giữ gìn sức khỏe. Bà nội lại giữ gìn sức khỏe. Mai mốt bà nội về với con. Mà nói bà nội về với con. Ừ, nói ông nội về. Ông nội về đây là có con chăm sóc rồi. Ông nội về đây con có chăm sóc rồi. Giỏi quá trời luôn nghe bà nội. Dạ. 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 Mai có đi học ta? Dạ có. Đúng rồi. Đúng rồi. Mai đi học sáng đi học đúng không? Mai ông nội chở đi học nha. Mai chở đi học ha. Dạ. Giỏi chị ông nội rước về để chơi với ông nội. Ông nội về chơi cả tháng lận cho nên là con. Bữa ba cho ba về bữa lễ nghỉ học ba dẫn đi chơi ha. Ba dẫn đi biển đi chơi rồi chơi mày ngập với ba ông nội cho vui luôn ha. Dạ. Dạ. Đã luôn á. Ông bị lễ tới năm ngày luôn mà. Trời ơi. Hồi nãy mẹ nói gì? Hồi nãy mẹ nói con đi làm sao? Mẹ nói con đi á, mẹ buồn quá trời luôn à. Ở nhà có hai mẹ con à, rồi cái nói chuyện cả ngày. Rồi cái hả mẹ nghĩ hả nhỏ xíu à, mà công việc phải lo trong lo ngoài. Rồi cái lo công việc ở bên đây,
lo cho đã xong rồi cái giờ phải chạy Việt Nam lo tiếp công việc nữa. Nên mẹ nghĩ vậy mẹ thương con quá trời luôn, mẹ chảy mắt luôn. Thôi đời mà, đời là những chuyến đi mà trải nghiệm mà. Ăn uống bà nội sao đây? Ăn uống bà nội. Bà nội ơi. Mong cho con đi tới đi lui. Bà nội ơi, mặt lớn là con ngồi đằng trước giờ cùng với ba luôn á. Mà ba chở con đi luôn á. Đúng dữ vậy, cố gắng học giỏi đặng sau này con lớn lên để con có trình độ để con phụ tiếp công việc cho ba nha. Hồi nãy con nhỏ dạ. Bé là con bưng một cái thùng nhỏ lắm. Mày ngoài lưng phải nặng. Bưng được lắm.